fanpage chính thức của Isuzu Việt Nam vừa thông báo tổ chức sự kiện ra mắt và lái thử MUX 2022 vào sáng 23 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các thông tin liên quan vẫn được giữ kín. Thế nhưng, hình ảnh và thông tin giá bán của MUX 2022 đã được các đại lý hé lộ từ trước. Cụ thể, một đại lý chào bán mẫu xe này với 4 phiên bản: B7 1.9MT, B7 Plus 1.9AT, Prestige 1.9AT và Premium 1.9AT 2 cầu. Giá bán lần lượt 870 triệu đồng, 945 triệu đồng, 1,075 tỷ đồng và 1,140 tỷ đồng. Theo như tên gọi phiên bản, có thể thấy Isuzu MUX 2022 không có tùy chọn động cơ 3.0 lít, chỉ có duy nhất động cơ dầu tăng áp 1.9L cho công suất 150 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Việc thiếu đi tùy chọn động cơ 3.0 lít từng gây tranh cãi với D-Max và kịch bản có thể sẽ lặp lại với MUX 2022 khi mẫu xe này bắt đầu mở bán trên thị trường. Isuzu MUX 2022 thuộc thế hệ thứ 2, sở hữu thiết kế khác biệt hoàn toàn so với người tiền nhiệm. Kính hông 3 ô liền lạc, không tách rời như trước. Cụm đèn trước thanh mảnh hơn, tích hợp công nghệ LED. Đèn hậu LED cũng nhỏ gọn hơn. Lưới tản nhiệt lớn vẫn mang phong cách đặc trưng của xe Isuzu. Mâm tông màu xám khói, không phải loại phay hai tông màu như thị trường Thái Lan. So với đời cũ, MUX mới còn lớn hơn với chiều dài tăng 25mm, chiều rộng tăng 10mm. Trục cơ sở của xe tăng 10mm. Khoảng sáng gầm 235mm cũng là điểm cộng của MUX trong phân khúc. Nội thất bên trong dần bắt kịp công nghệ với các đối thủ đồng hạng. Bảng táp lô nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Cụm đồng hồ có màn hình đa thông tin 4,2 inch. Vô lăng 3 chấu kiểu mới. Phanh tay điện tử. Nội thất bọc da, màu da bò hợp gu khách Việt. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Công nghệ an toàn nổi bật có ga tự động thông minh, giới hạn tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, tự động phanh khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, chống tăng tốc ngoài ý muốn và cảnh báo áp suất lốp. Với nhiều nâng cấp kể trên, Isuzu MUX 2022 được trông đợi sẽ có doanh số tốt hơn. Trong phân khúc SUV cỡ trung khung gầm rời, đây là mẫu xe bán chậm nhất dù giá bán chỉ từ 799 triệu đồng. Xe cạnh tranh với Ford Everest, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Terra 2022 sắp ra mắt, bên cạnh hai mẫu xe Hàn gồm Hyundai Santa Fe và Kia Sorento.